Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả nào mày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sau một set đồ của cầu thủ đó là SG Bảo Ngọc cho anh em xem sơ qua nha. Một trong những cầu thủ giỏi đang và ngày hôm nay cũng nằm được top tống kim cho anh em ơi. Cho anh em xem set đồ của cầu thủ này nha. Và ngày hôm nay thì Bảo Ngọc có cho mình đó là top 3 tống kim với số điểm khá là cao. 103.000 điểm. Số một tự lẻ điểm. Đó, 103. 103k, quá dữ luôn. Và 334 mạng và giết nửa sân 20 và tử vong 36 lần và liên chạm 34. Rồi, ok anh em cùng xem sơ set đồ của Bảo Ngọc thử như thế nào và ra sao nha. Ngày hôm nay đánh khá tốt đó mà, với hơn 300 mạng. Ok, nhìn vào anh em cũng đã thấy thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Bảo Ngọc đang có cho mình là trong người là chắc chắn là có 3 kỹ năng vốn có nè mà. 3 kỹ năng vốn có nè mà. Đầu tiên, đó là một cái áo Newton công quốc người thương, một kỹ năng 1 cấp và sức lực 200 bắt hoặc hoàn toàn cực phẩm. Cái áo này thì ở server hiện tại là giá hơn 10 triệu như năm ơi. Mua như thế nào không biết mà Khải khẳng định là cái áo này hơn 10 triệu như năm. Vừa rồi thì đua top thì hết là 14 triệu mấy mới có được một cái áo. Mà không biết là người ta bỏ tiền bao nhiêu đua, nhưng mà Khải nghĩ là phải hơn chắc chắn là hơn 10 triệu nha. Áo như tình kỹ năng 1 cấp hơn 10 triệu. Rồi, tiếp tục đó là sở hữu cho mình một cái dáng server kỹ năng 1 cấp. Đó, là 2 cấp. Kèm với trên người là một cái kỹ năng 1 cấp nữa nha anh em. Như Khả đang cũng dùng nhất kỹ này, kỹ năng cộng 1 cấp này anh em ơi. Nhất kỹ thì khá rẻ, cái 3-4 kim là khoảng 200.000 là có rồi. Hạn sử dụng 25 ngày. Thì khẳng định này đang có cho mình là 3 kỹ năng vốn có anh em ơi. 3 kỹ năng vốn có là 3 kỹ năng vốn từ áo, phi phong và nhất kỹ trên người. Rồi, tiếp tục chúng ta cho đại đây là một giáp chiên hờ kim, sinh lực 155, nội lực 105 và kháng độc 15. Một cái nón kháng hỏ 21, chống 40, sinh lực 111 và nội lực 56. Một cây vũ khí kháng hỏa 18, chống 40, sinh lực 113. Cho giỏ đan thì sinh lực như thế này là quá pin rồi em ơi. Sẽ đồ khá đẹp ở cái nón là vũ khí thủy và nón thủy. Thì hai món chúng ta đã có được là 80 chóng. Đó, 80 chóng và lượng kháng hỏa là cũng khá ok. 39 nè. Rồi, sở hữu cho mình tiếp tục đó là một bao tay làm chậm 40, sinh lực nỗ lực. Một ngọn bò làm chậm 40, sinh lực nỗ lực thì hiện tại đang có là 80 chậm, 80 chóng rồi nha em. 80 chậm 80 chón. Đó. Rồi, một cái nhẫn khăn lô 30 sinh lực 100. Ôi trời, cái nhẫn quá đẹp luôn em ơi. Đi kèm với một đôi dây tóc 33, khăn lô 29. Khăn lô 29. Hai món khăn lô quá chuẩn nè. Đi kèm với một cái nhẫn sinh lực nỗ lực kháng băng 14. Một đai lưng kháng độc sinh lực cao, nỗ lực cao. Build ưu tiên sinh lực và nỗ lực tuyệt đối nè mà. Rồi. Nhìn sơ qua lại một lần nữa thì anh em cùng đợi và đánh giá qua thì cái set đồ thì đầu tiên là chúng ta thấy cái áo nhu tình này hơn khẳng định với anh em là hơn 10 củ nha anh em ơi, hơn 10 củ Việt Nam đồng. Đó. Hiện tại server này mới ra ở bình khoảng hơn 1 tháng rưỡi nha anh em ơi. Và đây là món có thể nói là món đua top cá nhân như là ban hội đầu tiên server. Cái nón 21-40 sinh lực lực, nón này nằm giáp phải hơn 5 kim. Cái vũ khí này 18-40 sinh lực cao, cái vũ khí này bèo lắm hơn 10 kim anh em ơi. Hơn 10 kim là khoảng tầm hơn khả người chắc mua chắc gần 1 triệu quay đầu. Hơn 10 kim. Cái này Khải chỉ đưa ra cái giá hơn thôi nha anh em ơi, chứ Khải không có đưa giá bằng nha. Rồi, một giá chiên này sinh lực lực cao thì giá chiên này mua thì khoảng tầm 1 kim. Bao tay này sinh lực lực 140 thì ở server thì hiện tại đánh giá thì bao tay này khá đẹp này mà, sinh lực cao. Và có những 140 thì bao tay này nếu mà đặt server bao tay này bèo lắm phải ít nhất phải 4 kim. Mà tầm này cũng nhiều rồi nên là giá chất dầu cũng dao động từ 2 đến cho đến 4 kim thôi nè. Rồi, Khải đánh giá cao về cái nhẫn này nè, nhẫn này kháng lô 30 mắt ạ. Sinh lực 100 dành cho giỏ đan thì nhức nách luôn em ơi. Quá đẹp, nhẫn này phải bèo lắm phải hơn khả người chứ hơn 1 triệu cho đến 1 triệu quay đầu. Khoảng 10 cho đến 15 kim. Nhẫn này sinh lực động lực lấy không băng sinh lực lực thôi. Nên là nhẫn này khả người cũng vài trăm xu đến 1 kim không cao lắm đâu. Đai lưng này, đai lưng khá đẹp nè, kháng lôi kháng độc 24, chuyển hóa 2 sinh lực lực 16-18 quá đẹp. Đai lưng này để mà mua trong tầm 2 đến 3 kim. Rồi ngập bò 540 sinh lực 104, nội lực 67. Bọn này ăn 2 thì cũng dao động khoảng tầm từ 2 cho đến 4 kim nha nè. Ở server này thì 1 kim khoảng tầm 70.000 nha mọi người. 1 kim khoảng tầm 70.000. Đôi giày này cũng khá tương đối, chưa được đẹp cho lắm. Nếu có thêm dòng sinh lực nữa thì đẹp nè mà. Đôi giày này cũng chắc cũng vài 2-3 kim. Đó. Sở hữu một con ngựa kháng cả 3. Và một cái ân tín này, ân tín đi chan. Và một cái tiết họ tinh sinh lực 200. Tính ra lượng sinh lực đẹp này cũng khá là cao. Rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đã soi qua set đồ của SG Bảo Ngọc. Và anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho SG Bảo Ngọc một like và sẽ ủng hộ chơi nữa. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem live dễ nha. Soi đồ với bạn. Đó là Khải soi tiếp tục cao thủ KT anh em xem. Đó là giỏ đan nha anh em.
giáo đang SG Bảo Ngọc là một trong những cầu thủ cũng nằm trên top giáo đang này mà. Top thế giới thì Bảo Ngọc top 3. Và top giáo đang thì Bảo Ngọc được top 1 giáo đang. Đó. Với ba kỹ năng cũng có thì đợt này đánh quá dữ luôn đâu mà. Như Khải thì Khải cũng đang chờ bị cố gắng tìm thêm phi phong đầu đánh mà chua quá đâu mà. Sẽ vừa mua cũng hơi hiếm. Nhưng là tầm này hết Evan rồi nên là mua không có kỹ năng từ cái phi phong. Rồi. Anh em thích theo dõi những trận Tống Kim và thích sao đồ cầu thủ nào thì comment ở Khải sau cho anh em xem nhé. Anh em đang xem đừng quên đó là một like cho xem hộ mạnh nha anh em.